Sư phụ vừa rồi sư phụ có nhắc đến chữ tiết kiệm tiền, tài chính. Thì chúng con cũng xin chia sẻ một cái áp lực mà Phật tử chúng con cũng thường bị vào dịp Tết về áp lực tài chính. Không biết là ngoài cái chuyện sắm sửa, mua sắm Tết, thức ăn, đồ uống vân vân, mình còn một áp lực gì nữa không quý Phật tử? Lì xì, dạ đúng rồi. Dạ. Lì xì thì nếu mà mình cho tiền con cháu của mình thì mình cũng không có tiếc, đúng không ạ? Mình cũng không có gì là áp lực lắm. Nhưng mà theo con thấy là cái áp lực với mọi người đó là gì? Là lì xì là phải suy nghĩ phải làm sao cho cân xứng nữa. Rồi nếu lì xì con của sếp lại là khác, không còn ý nghĩa là lì xì nữa, mà lại đền ơn đáp nghĩa. Rồi phải coi là người ta đến mình, người ta lì xì con mình bao nhiêu, mình phải trả lại bao nhiêu. Đó, thì đó là một cái áp lực. Và những người mà lớn tuổi như ông là ông bà ngoại mà nội chúng con thì không có đi làm ra tiền nữa, thì vấn đề bà lì xì nhiều khi cũng ngại, không biết con cháu mình nó có nghĩ là nó cũng thấy cái tiền ít quá nó cũng chê nữa, đâm ra cũng áp lực nữa, đến cái tối 30 mà ngồi sắp bao lì xì cũng lăng tăng lắm. Dạ, thì xin sư phụ chia sẻ cho chúng con là tại sao có cái phong tục lì xì mừng tuổi và mình nên thay thế nó được bằng cái gì, hay mình làm thế nào để giảm cái áp lực này để cho cái ngày Tết chúng ta được vui vẻ trọn vẹn ạ. Thực ra đó, lì xì đó là một văn hóa quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau trong ngày đầu tiên của một năm. Thì tập tục này đó giữ được thì tốt. Còn vấn đề đó là lì xì bao nhiêu là đủ, là vừa. Nó tùy theo túi tiền của chúng ta ở mỗi năm. Thực ra này mỗi cái Tết vậy đó nha. Cái tiền mà quý vị mà tới cúng trực tiếp cho thầy Dược Từ đó, nó không bằng 1/3 tiền mà thầy Dược Từ bỏ ra để lì xì. Tùy theo những người mà đến và những cái đóng góp của họ cho chùa, cho các Phật sự, thì thầy đều phải lì xì hết. Nói thẳng vậy. Nhưng mà năm nay là thầy cũng phải thắt lưng buộc bụng vì đâu có tiền đâu lì xì. Riêng cái năm nay đó là các cái hoạt động sinh hoạt tu học của chùa đó, nó bị âm đi là cả 4 tỷ đồng vì không có người cúng. À, thì bây giờ mình còn nợ là sao mà có tiền đâu lì xì. Cho nên đó, khi quý vị tới và thầy chỉ có tặng cho một cái câu Phật ngôn, trong đó có cái khoản tiền chánh mệnh tiêu biểu, thì quý vị cũng hoan hỷ vì đây là cái khó khăn chung. Không phải là thầy than đâu, nhưng mà nói để chúng ta hiểu. Và thông qua đó thì cái nguồn tài chính mà quý vị gặp khó khăn trong năm nay, lỡ mà mình có lì xì ai đó ít hơn so với mọi năm, thì các thành viên trong gia đình, bạn bè tiếp nhận cũng nên hoan hỷ vì đây là khó khăn chung, chứ không phải riêng một gia đình nào. Ngành ăn uống thì không gặp những khó khăn đó, vì cái ăn uống là cái nhu cầu thiết thực. Nó là nhu yếu phẩm hàng ngày, nó là nhu cầu hàng ngày rồi. Cho nên đó là dầu hậu Covid đi nữa thì ngành ăn uống vẫn phát triển tốt. Còn phần lớn các ngành còn lại đều te tua. Thì theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới và các chuyên gia kinh tế của Việt Nam á, thì năm 2023 này đó sẽ khó gấp đôi cái tình trạng của năm 2022. Thế đó là những cái dự báo mà chúng ta không nên xem thường. Và trên những cái dự báo từ những người có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, thì chúng ta nên đó là đưa ra cái chiến lược thắt lưng buộc bụng cho cả một năm của mình, chứ bằng không là khó. Nếu cái gì mình cũng buông ra hết, cứ chi tiêu hết mà đang khi cái nguồn thu nhập nó không có thì khó. Nên thầy cũng khuyên đó, các chùa chi nhánh của thầy đó là lấy thu bù chi, còn nếu mà không có thu thì đừng chi, vì chi thì lấy đâu đắp vào. Mà chẳng lẽ giờ trên chùa Giác Ngộ đây cứ phải đi viện trợ hoài thì làm sao mà viện trợ cho nổi. Và vấn đề xây chùa ở dưới chùa Đông Hải nó cũng gặp khó khăn. Đó là suốt nguyên vào năm 2022 này thì đâu có người cúng, mà cái công trình vẫn tiếp tục xây. Cho nên đó là thầy may mắn là được Phật tử tin tưởng là cho thầy mượn là 20 mấy tỷ, không lấy lãi, không lấy tiền lời đó. Chứ còn nếu mình vay ngân hàng thì mình đâu có thế chấp được, tu sĩ thì mình đâu có vay được. Mà Phật tử ta không lấy tiền lãi,
thì rồi mình phải tìm cái cách để mình trả lại chứ đâu phải mình là mượn xong mà quỵt luôn sao được, uy tín nào làm việc đó được, thấy không? Cho nên là nó khó khăn, mà khó khăn á thì mình phải hết sức là tiết kiệm. Thì như quý vị biết là ở chùa thầy làm Phật sự gì là tùy tự đi mua, mua giá gốc, mua giá đại lý chứ không phải là mua giá chợ đâu. Đi làm từ thiện cũng vậy, là mua toàn là giá gốc, giá đại lý không. Thì cũng với cái số tiền đó, nếu mà chùa Giác Ngộ mình làm, mà các anh chị em quỹ đạo Phật ngày nay tham gia trực tiếp lãnh đạo đó, thì đều làm một cách đó hết, theo cái chỉ đạo của thầy. Thì cũng với cái nguồn tiền đó thôi, mình làm ở đây thì mình sẽ đóng góp được nhiều người, là mình tiết kiệm, tiết kiệm tối đa. Thì tương tự cái phần mà chi tiêu hàng ngày, hay chi tiêu vào dịp Tết, hay chi tiêu cho bất cứ một cái gì cũng vậy, cũng phải hết sức là tiện đạt. Nhưng mà không là chịu không nổi. Do đó năm nay với vai trò là ông bà cha mẹ, mà quý vị không có tiền thì lì xì tượng trưng thôi. Thì năm nào mà làm ăn khá thì mình lì xì bù lại, đâu có sao. Chứ đừng có chứng minh mình là người sợp, người ngon lành là cuối cùng rồi phải vay nợ, mà vay nợ Tết thì ai cho. Hồi nãy thì cái câu hỏi của câu đầu thì cũng chưa có nói hết. Đó là mình không đi vay, vay cũng không ai cho. Mình nợ nần là điều không nên đó. Còn mình cũng không nên trả nợ đó. Thì cái đó là cái mê tín thôi. Nếu có tiền thì trả tốt thôi, trả ngày nào cũng tốt, trả sớm chứ nào là tốt cho cái người cho mình mượn dừng đó. Còn lý do tại sao mà dân gian tôi khuyên là không nên trả nợ, vì trả cái là tiền của mình đó, từ trong túi của mình, từ trong nhà của mình nó đi ra ngoài túi người khác, vô nhà người khác. Thì người ta mới mê tín rằng là bằng cách đó là cái nguồn lộc, cái nguồn phước của mình nó bị mất đi. Mà Tết là cái bắt đầu cho một năm, cho nên là cái nguồn nó đi ra như vậy, trọn năm nó có bị đi ra hoài là không nên. Ý là vậy, mà thực ra cái đó là mê tín. Cho nên là nợ ai đừng để lâu, có được lúc nào trả nợ lúc đó. Rồi trả nợ mình cũng nhẹ, mà người được trả nợ người ta cũng vui. Chứ mà không kéo nợ hoài đó là mất luôn tình thân. Mất luôn tình thân.